Xin chào quý vị các bạn, trên đây các bạn thể thấy đây là màn hình của hai chiếc điện thoại Sony Xperia L1 bị vỡ, lỗi hỏng màn hình đang được chờ thay mới tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của điện thoại Sony L1 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới màn hình cho điện thoại Sony L1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Hiện tại Di động Cao cấp.vn là một trong đơn vị hiếm hoi còn sót lại cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cho các cái mẫu điện thoại Sony đời cũ ngày xưa. Sony L1 là một trong những cái mẫu màn hình mà khi mà rơi vỡ lỗi hỏng, nếu không tìm được đúng địa chỉ thì rất là khó thay mới. Quý vị các bạn khi có nhu cầu thay mới màn hình của điện thoại Sony L1, xin vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi tư vấn, hướng dẫn và thay mới cho các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên để Di động Cao cấp.vn tư vấn, hướng dẫn cụ thể và chi tiết thêm quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn.